Một hàng ngang nào. Bạn vừa quá nhiều luôn. Chắc là Nguyễn Tân Huy. Nguyễn Tân Huy đúng rồi. Nào các bạn giới thiệu tên với nhau đi. Vũ Đức Minh. Bạn này ai, tên là Minh. Bạn này tên là Chiết. Bạn này tên là Chiết. Gì? Bạn này tên là Dũng. Con ở đây. Con ở đây. Đây. Em ở luôn đây. Đây là hợp với con. Bắt đầu rồi đấy. Nha, thoải mái rồi nha. Tham gia cái lễ hôm nay được không? Em ơi, buông em mất điện thoại rồi.